Dạ thì giờ á, vợ chồng Hoàng Anh á, thì Hùng Cao cũng thấy cũng có một sự thay đổi đâu đó. Thì bước vào trong nhà đó, Hùng Cao thấy được cái tivi nè, tủ thần tài nè, tủ đựng đồ nè. Đó thì vợ chồng Hoàng Anh sinh sống khá là sạch sẽ, cũng như chịu cố gắng làm ăn để mà vươn chãi lên, không để phụ lòng đến với Mạnh Thường Quân cũng như quý nhà hảo tâm đã tài trợ cho Hoàng Anh lúc mà khi Hùng Cao đến cập nhật ngôi nhà. Rồi, hôm nay Hùng Cao mến chào quý cô chú anh chị nha. Thì hôm nay ngày chủ nhật nè quý chú anh chị. Hùng Cao với Hoàng Anh và Thôi đã tem hôm nay trải nghiệm đi săn bắt ở ngoài cánh đồng nắng tầm khoảng 45 độ gì quý chú anh chị. Quá ngày kia chảy đầu luôn Bữa nay là thử thách sinh tồn được tay lưới nhỏ nhỏ này nè, coi có thành quả gì để gửi đến cho quý chú anh chị xem hay không ha. Thì cũng lâu rồi cũng không có đi làm những cái săn bắt đó quý chú anh chị. Thì bây giờ hôm nay chủ nhật rảnh rỗi, Hùng Cao sẽ làm một clip cùng Hoàng Anh nè, thì coi xem như thế nào ha. Đó thì những cô chú anh chị làm ở phương xa đó, xem được cái clip này nè, cũng nhớ đến quê hương, nhớ cho Hùng Cao và Hoàng Anh một like nha quý chú anh chị. Mời cô chú anh chị theo dõi Hoàng Anh xin xuống dưới giăng lưới bắt cá cô chú anh chị. Đến cái chai nè, quên lấy cái chai nữa. Đây có cái gì hả? Chai. Được cái tay luôn dễ hơn không? Đây là cái người dân. Đây là cái người dân. Dạ, không có gì đâu. Sao chú lấy những cái đầu ấy? Rồi đó đó, ở bên nó giữa ơi, nó giữa trong ơi. Đây nè, đây nè, 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 nè. Cũng đậu xe chạy đồng nữa cũng đậu xe nữa trời ơi sao sâu dưới trời đã đi sâu mấy mét ngày sau có 3-4 mét đó đấy đừng kéo vũ bốn màn thì nó dính vậy đó rồi vô. Quá ngập cái đầu ơi. Alo. Quá. Quá xấu thiệt. Anh không chết chín nha. Ôi trời. Nhiều quá. Mấy săn mày. Ơi đi cá rồi. Dạ. Nó chín rồi. Rồi, chạy luôn kìa. Lưới đó. Nó có hàng ngon quá, không có hàng. Quá sâu. Thở đó. Vô bà, vô bà, vô bà. Vô bà. Chìm cái chân chết đuối chết cả luôn, hẹn con luôn. Có cái gô luôn á, có lạc cá muống luôn nè, cá muống này hơi hơi bị già, cái này làm dưa mới ngon á. Ê ê ê, nằm trên cái mé nhấp hết kìa, chị mua có hang thôi. Ê dính nào dính nào dính nào dính vậy nó dính vậy nó đâm vô cái hạt luôn, nó đâm vô giò luôn, gà bằng giò đâm vô giò luôn nè. Ê ê được không? Nằm ngay cái hang bóng lưỡng luôn nè, đây nè. Đồ nằm trên cái bờ lề. Không có hang phải có hang là ngon rồi. Hang là cá nhóc luôn á. Nằm trên bờ lề á.
ăn khó mò lắm. Có cá chạch. Bắt không được. Cá chạch. Có cá chạch nữa hả? Ê, trời trời. Ô, nó nằm bên đây. Ây ô, nhóc quá trơn. Ê, trời ơi, nó chạy kìa. Nó chạy luôn hồi nãy. Ê. Được con nào? Chạy hả bưởi. Có cá chạch đó. Đi đâu? Ủa? Cái giòn đi đi dậm dậm lúng giò được á. Trời ơi, sâu đi dậm lúng giò sao được. Đây đây giòn đó, phải đùa đâu nè. Nó không vô bờ đó, nó vô sâu 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 anh ơi. Hả? Cá nó vô chỗ sâu sâu vừa nghe. Bọn bé luôn, gần hồi đuổi lại đẳng cái nữa. Lưới vô bên đó đó. Hết thở, cá hết thở. Cá nằm có hủ hả? Tiếu rồi. Cá hết thở. Cá nằm trong có hủ luôn. Cái này lạc lộp được á. Cá hết thở anh Hùng ơi. Cá đó cá mù á. Cá mù á. Chui vô lon luôn. Cá mù. Để tép dốc luôn nè. Cá mù. Ê, đẩy mạnh quá, có chân lạc nữa. Lạc. Cá đi tính ra nhiều. Chết đâu. Hồi nữa mình đuổi nó, cho nó ba chậu cạn cạn này lại nè. Này câu qua đây câu được á. Này dư mùi ha. Cô chú anh chị ơi, cô chú anh chị có xuống dưới tắm không, cô chú anh chị? Cô chú anh chị mà có xuống đây tắm, xuống Sóc Trăng rồi và tắm bắt cá rồi, cô chú anh chị ơi. Vui lắm. Đất này nè. Đất này là dưỡng da làm cho bị tàn nhang là hết sảy luôn á. Ghê vậy. Trời ơi, tép. Trời ơi, dính con tép luôn kìa. Thiệt á, cái này tàn nhang là đắp vô là hết luôn á. Là hết cái mặt đó phải không? Hết cái nám á. Theo vô giò anh Hùng ơi. Nhờ không có ai thả cái ao này ha. Phải thả chết rồi. Trời ơi tụi. Con ốc. Ốc ai ăn luộc bỏ đây vô duyên sợ á. Ta bỏ cái gì á. Hoặc là mò cá thì rớt cộng với chiền, hoặc là một chiếc nhẫn gì đó cũng được. Ở đâu có sẵn gì. Tại mình khó khăn, mình cảm thấy mơ ước, ông trời ban cho mình mở lỡ sao rồi mấy người đi giăng lưới đeo cộng dây chuyền mình mò dính thiệt làm sao. Cũng đỡ khổ mà. Có ai ba tìm lại mình cho rồi. Lại mình lấy tiền cà phê. Rồi uống tháng này giả hết trơn yếu rồi, uống nước. Này con muốn nước. Cái này đỏ đỏ nấu canh chua mới lên nước đỏ mới ngon nè. Ra muốn này mới ngon rồi cô chú anh chị. Nó non non xèo nè. Quá trời đã. Rồi. Hôm nay đi giăng lưới mà được ra muốn đồng kiểu này là bắt cháy đó rồi cô chú anh chị. Bánh nồi cơm. Bánh nồi cơm. Bánh chuột. Trời ơi. Hạn quá nhỏ nhỏ. Cái bự bự thì đi ba chợ mua. Tháng mưa. Tháng mưa. Đồ thiên nhiên mà kêu đòi bự bự. Đi chợ mua đấy vậy. Cái tiền mua đi. Này nhà hái nhiều thì xào cũng được á. Ừ. Xào có tép mỡ bỏ vô là bá cháy luôn. Ừ. Ăn nhất đất luôn á. Có ba gọi nữa ha. Ừ. Với tép nữa. Nãy giờ thấy bạn toàn là đội chợ luôn á. Đưa tiền em đi mua.
người bạn rồi. Ừ, là đứt đứt đó là có người hái rồi. Dạ thì nãy giờ biết chú anh chị, thằng anh cùng Hùng Cao đánh bắt nãy giờ cũng khá mệt, đổi lại cái mệt thì được khoảng bao nhiêu ăn của anh chị, món ăn này ha, thì Hùng Cao với anh sẽ chế biến những món ăn. Thằng anh được cá muống, Hùng Cao được cá cà phê, gửi đến cho quý chú anh chị dùng và thưởng thức chung với em nha quý chú anh chị. Đây. Thì ở đây là cái món cá mang cũng cá phi không à. Giờ bạn anh đi kiếm trái giác rồi để về nấu canh chua với chú anh chị. Thì Hùng Cao với Thôi đây lặt rau muống nha. Thì nếu mà có cái trái giác á, thì Hùng Cao sẽ nấu canh chua trái giác cho quý anh chị dùng thử cùng team nha. Thì nếu không có trái giác thì nấu bằng trái me thôi với chú anh chị chứ sao giờ. Vô ba game thì me với trái giác thôi. Ở gà muống này thì tháng này nó nhỏ với anh chị. Nó mưa một cái ha thì nấu nù đã lật nghe tóc bốc bốc ghê. Còn tháng này lật nghe không nghe tiếng miếng nghe chạch. Này đến nhà thằng anh để làm món ẩm thực dùng bữa cơm gia đình thằng anh nha. Coi nào bằng anh bẻ giờ cái này. Không có đầu luôn, cái ngon luôn. Nhỏ vậy. Cái gì nè, trẻ làm hai được rồi. Coi lật nhỏ vậy. Đó, lật hai đời đã muốn nó nhỏ rồi, coi lật nhỏ nhỏ gì hết ăn luôn á. Gấp hết dính luôn á. Nè, lật nhỏ nó làm hai được hai luôn. Đó. Rồi. Phải không? Ừ, còn nào mà ngắn là để luôn. Thôi cái thằng tự chế luôn á, thằng anh thấy gì hơn thớt mini lớn quá rồi. Không không bỏ vô ăn. Rồi đấy. Rắc rắc rắc. Chưa. Nói ra. Mạo hiểm gì nấu ăn mà nó ăn mà mạo hiểm gì? Anh Hùng làm gì còn hơn ảo thật ra vua đầu bếp đó. Tự đổ ơn đó nha. Vua đầu bếp người ta làm gì đó. Vì cái bàn tay đâu? Bàn tay năm ngón anh bóc vô là phỏng luôn. Trong nhà anh chịu thấy. Nữa nó bay bu xe bu hướng. Phải trùng me cái nó chua. Lòng ở đâu thèm thích luôn trời đúng mẩn cái gì mà làm giờ giải tưng trời quá đủ chua nóng. Thì 5 phút dở ra em đem gia vị nha quý anh chị.
Đâu ý anh chị thì em quến cho một miếng muối. Em sẽ cho một miếng bột ngọt vừa thôi, không có được nhiều quá. Đường đó rồi. Đường như không đem ra. Đường. Là gì mà biết con chuyện nha. Đã sôi, bỏ rau vô, sôi rồi. Giờ muốn nha quý cô chú anh chị. Bây giờ thổi giờ ăn cô chú anh chị ơi, rất là thơm ngon, bổ dưỡng nha cô chú anh chị. Quá trời giòn luôn ha, giòn sực sực luôn á. Nóng à, cơm nóng à. Trời đợi đi, đợi đợi đi, có người nó không nuốt vô rồi. Đi ngồi ngồi chút. Tục cái nghe của chú anh chị, thì mình ăn đồng ruộng á, nhưng phải gửi đến ông bà đặc đại ha. Cái cá... Cái gì quên luôn à? Cái phi làm canh chua đi. Rồi, một con cá này đi. Nó nhỏ xíu vậy. Chấm miếng nước mắm đi ha. Nó lớn lớn rồi. Giờ ông Cao sẽ xin phép quý anh chị mời ông bà đặt đài cái ha. Để bên đây tiếng này là nhỏ. Người ông bà đặt đài phù hộ cho anh em tụi con luôn thường bừng xuôi gió nha cô ông bà ơi. Bây giờ mời cô chú anh chị thưởng thức. Mình cơm cùng tem nha quý anh chị. Buổi trưa giờ này mấy giờ ta đã ha. Còn hồi ha. 11 giờ mấy hay gì? 12 giờ. Gần 12 giờ. 12 giờ đúng luôn quý anh chị ơi. Quá trời đổi rồi đó nha. Sáng giờ em đi săn bắt được bao nhiêu rồi quý anh chị? Giờ thưởng thức canh chua của Hùng Cao trước nha. Coi tay nghề sao mới được. Lâu quá không có nấu nữa. Biết có lục nghề không nha quý anh chị. Đây quét cho miếng nước mắm nữa nè. Mời quý anh chị nha. Còn anh cũng mời cô chú anh chị dùng với anh em tụi con và anh em tụi em mọi người. Chưa lục nghề với chú anh chị ơi, quá đã rồi. Hồi vợ bằng anh xuống thưởng thức lận cho một cái ý kiến luôn nè quý chú anh chị. Quá trời ơi. Quá đã. Lâu ngày không có lên ẩm thực với anh Hùng, bây giờ cũng tay nghề cũng chưa ha. Bỏ lâu rồi đó. Không mời không bà, chú anh chị nha. Còn đâu nha. Mời cô chú anh chị ông bà nha. Mời một canh chua với cá chiên, cá rô phi. Rất là thơm ngon của chú anh chị. Nhục cho cái xả ra cái này, cho nó đẹp mắt đấy. Rồi. Rồi dạ bằng anh cho đi. Đoạn. Ngon. Quá ngon ha. Cá nó ngọt nha. Đỏ quý anh chị ơi. Nó tươi ha. Tươi. Cá săn bắt liền là đem lên rồi nó tươi. Tươi nó ngọt, nó ngon á. Rau là chuyện hẹn. Rau đồng rồi, quý anh chị. Rau muốn nước đồng á. Rau ngâm thử rồi. Nếu mà sao cho ý kiến nè. Rau đồng, cá đồng, xả đồng, bắp chuối đồng. Cá phi đồng. Cá này gọi là cá rô phi thì có phi đồng. Quá cái thôi vậy thôi. Ngon. Lâu rồi bỏ lâu rồi cũng hơi lục ngày chút. Cá bự quá đại. Cấp cho vợ không có chứ anh chị. Thương vợ cỡ đó á. Tại có em bé. Ăn cho nó thông minh. Cá phá ăn rau à. Giờ ăn cá miếng không chứ anh chị. Rồi quý anh chị dùng miếng cá không? Nói gì buồn chết nè, em giúp cho con. Cảm ơn nhiều luôn, Thanh Kiều luôn. Chấm miếng nước mắm này. Quết xe. Lụm này. Giòn. Ngon. Đã. Em cũng thử rồi.
Có hả? Mời cô chú anh chị dùng nhân cô chú anh chị. Cắn cái đầu một cái rồi. Chuyện này chết caramel tôi rồi đó ông bạn anh ơi. Nó béo cái đầu quá. Mời cô chú. Mời cô chú anh chị. Tôi chú anh chị biết sao? Cái đồ phi này nè, em muốn làm cái món ẩm thực để gửi đến cho quý anh chị, cũng như là nấu canh chua với lại mà chiên á, ăn khá là ngon nha. Còn mà kho ăn hơi tanh, không có ngon. Nhất là bây giờ, hiện tại bây giờ Hùng Cao đang làm, má vợ Hùng Cao đang làm khô về những cái khô đồng nè, nào cá phi, cá sặc, cá lộn xộn, để làm khô để bán cho quý cô chú anh chị dùng thử xem coi tay nghề khô như thế nào ha. Thì sẵn đây thì tao làm những cái món ẩm thực cá đồng để gửi đến mấy chú anh chị xem và biết đến ha. Lấy vào coi mà ông bà nhập béo cá này chung chung vậy á. Nó ngon nó béo hơn. Còn cá bự có biết làm gì mới ngon không? Cá bự chỉ có đánh dậy mổ rồi phơi khô thôi. Bậy rồi. Sao? Bậy nó là sấp cà. Sấp cà. Nó phải bự hay sấp cà. Đó cháy luôn. Mà bây giờ có sấp cà đâu mà có cá bự mà sấp. Đây giờ mình chỉ nói những con. Rớt mùa mưa là cá bự nhóc. Thôi bây giờ vậy em đợi với bây giờ thèm bây giờ là mình đợi tới trời mưa Biết sao? Cá phi đồng á với cá phi hầm á nó khác nhau á một chỗ á, tại vì cá phi đồng cá phi hầm á ăn gông không mà biết anh chị, nên nhiều khi á mình ăn cá phi hầm á nó hơi hôi cỏ, còn cá phi đồng á ăn không có hôi cỏ chị, ăn khá là ngon. Đúng bài chính xác cho 10 điểm. Mấy cá phi vuông với cá phi hầm á là em không có ăn, nó hôi nó tanh lắm. Còn cá phi đồng mình ăn thịt nó ngọt, nó không có gì tanh, rất là ngon. Đỏ dòm chất thịt cũng biết nó, nó trắng. Nó trắng hơn thịt cá ao. Giờ mình mời caramel xuống dùng đi, chảy nước miếng bây giờ. Em xin tạm dừng video một cái nha, để cho caramel em vô dùng chứ sáng giờ caramel cũng đói dữ lắm đó anh chị, ở bụng dữ lắm mà. Quá đã, thịt không giờ mời cô chú anh chị miếng nữa nè. Giờ cũng đã dùng xong rồi đó chứ anh chị. Nhưng cái nồi cái chảo bự quá không hết nổi. Quá thì nhiều đi. Ăn thêm 4 người nữa. 4 người nữa hết không? Rất là nhiều. Ý là số lượng thì ngang đi, bây giờ hết cỡ đó ăn còn hơn heo đó mà chứ không hết nữa. Phải là nguyên củ gần luôn, bính hết luôn mà. Cái này là đầy chảo mới chịu. Cái này siêu to không lồ đúng không? Siêu to không lồ, không chảo này. Nhỏ biết vậy lấy chảo bự một chút nữa. Chảo lá sen á. Có chảo bự. Rồi bây giờ một lần nữa Hoàng Anh xin cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi và ủng hộ kênh. Cũng như là Hoàng Anh mến nhau rồi lộn. Nói tóm ra cũng đã dùng xong. Nhưng mà mời cô chú anh chị cảm thấy hay và ấn chuông theo dõi video tiếp theo. Hoàng Anh xin hết cô chú anh chị. Không biết nói sao hơn. Thì hôm nay rảnh rỗi đó, đến nhà Hoàng Anh để mà làm được cái món thịt như vậy á cũng vui. Mệt nhưng mà nó vui quá chú anh chị. Cũng đổi được cái món ăn ngon. Đó thì giờ Hồng Cao cũng xin tạm thời các video nha. Thì nếu mà quý anh chị muốn Hồng Anh Hồng Cao á đến nhà Hoàng Anh thêm một lần nữa thì hãy bình luận cho Hồng Cao. Thì Hồng Cao sẽ rủ Hoàng Anh đi bắt hoặc là ông nuôi dẻ. Ông nuôi dẻ để gửi đến cho quý anh chị xem nha. Bây giờ Hồng Cao xin chào quý anh chị nha.